Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Làng trồng đào Phú Thượng, Nhật Tân tan hoang, người dân trắng tay sau trận lũ lịch sử. Ghi nhận từ báo Dân Chí, nước sông Hồng đã rút khỏi các vườn đào Phú Thượng và Nhật Tân. Các cánh đồng nơi đây không còn cảnh mênh mông nước, chỉ còn lại những luống đào chết phủ lớp bùn dày đặc quánh. Sau một tuần bị nước lũ nhấn chìm, vườn hoa đào Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội hoang tàn, nhuộm màu bùn vàng sậm. Nước lũ gần như đã rút hết ở khu vực bãi sông, để lại lớp bùn dày đặc quánh. Tại vùng trồng đào thuộc phường Phú Thượng, 90% cây đào đã chết khô do ngập lâu trong nước. Chính quyền quận Tây Hồ ước tính diện tích thiệt hại khoảng 105 hectare với hàng chục ngàn gốc đào Nhật Tân và Phú Thượng. Trận lụt này do ảnh hưởng của mưa lũ từ hoàn lưu bão số 3 Yagi, nước sông Hồng lên cao nhất trên báo động 2 hơn 11 m, gây ngập trắng vùng trồng hoa đào Nhật Tân Phú Thượng. Ở Phú Thượng, phần lớn các hộ trồng đào đều mất trắng khi đã hoàn tất các giai đoạn chăm bón, chỉ chờ ngày khoanh gốc và tuốt lá rồi bán Tết. Người dân bắt đầu thu dọn và tìm kiếm lại những đồ đạc bị ngập nước. Nước rút đi, cây đào chết, ô nhiễm môi trường, song đất cũng được phù sa bồi đắp sau nhiều năm bạc màu. So với Phú Thượng, Nhật Tân là khu vực cao hơn, ít bị ngập hơn, nhưng thiệt hại cũng không ít. Sau khi nước rút, ước tính vùng trồng đào Nhật Tân thiệt hại khoảng 50%. Hà Nội, người dân ven đê sông Hồng hối hả dọn dẹp sau khi nước lũ rút. Ghi nhận từ VTV Online, sau khi nước rút, nhiều gia đình tại Hà Nội bắt đầu trở lại dọn dẹp sạch nơi ở, phố phường, cũng như khắc phục những tổn thất do mưa lũ gây ra. Không chỉ các diện tích sản xuất cây trồng, rau màu của bà con bị ảnh hưởng, mà trong đợt mực nước sông Hồng dâng cao vừa qua, 27.000 hộ dân tại Hà Nội phải di rời khỏi các khu vực ngập úng. Sau khi nước rút, nhiều gia đình bắt đầu trở lại dọn dẹp sạch nơi ở, phố phường, cũng như khắc phục những tổn thất do mưa lũ gây ra. Thành phố cũng đang huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống. Nằm sát bên sông Hồng, phường Tứ Liên có khoảng 400 hộ trồng quất cảnh, không còn màu xanh của lá, thay vào đó là màu của bùn và đất, nhiều cây đã chết cháy. Từ sau khi nước rút, bà Nga vẫn miệt mài xịt rửa từng nhánh cây, cố vớt vát những gì còn sót lại. Chúng tôi nhắc nhau bảo nhau, cây này làm sao sẽ cố sửa đi để nuôi cố sang năm, chỉ hy vọng bị đuối quá nửa, chết một nửa nó sẽ hồi lại. Bà Ngô Thị Nga, làng nghề quất cảnh phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ, cố gắng khắc phục, còn nước còn tát, những cành khô, cành chết mình phải cắt đi, xịt nước để nó bong đất ra. Những cành xanh tươi có khả năng bật mầm ra thêm. Dù không đủ tươi, tốt đẹp để phục vụ Tết năm nay, nhưng vẫn còn giống cho sang năm. Ông Bùi Thế Mạnh, làng nghề quất cảnh phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội cho hay, nước lũ không chỉ mang theo bùn đất mà còn cả rác thải. Ngay khi có điện và nước, người dân tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm tất bật vệ sinh lại nhà ở, tuyến phố. Hàng núi rác thải, đồ đạc hư hỏng được tập kết lại để vận chuyển đi, mặt đường cũng liên tục được xịt rửa. Sau khi nước rút, chúng tôi triển khai phun khử khuẩn và rắc vôi bột toàn bộ khu vực ngập úng để phòng chống dịch bệnh. Một số xác động vật trôi về mắc ở kênh rất nhiều. Sau đây phường sẽ chỉ đạo dọn sạch khu vực dưới sông sau khi nước rút. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, hai ngày cuối tuần vừa qua, Hà Nội đã phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, nhân viên vệ sinh môi trường, cây xanh đã được huy động đến khu vực bị ngập lụt, cây xanh đổ gãy cùng người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hàng tấn rác thải đã được vận chuyển khỏi các khu dân cư. Nhiều tuyến phố bị ngập từ 1 đến 2 mét đến nay đã lấy được vẻ khang trang sạch sẽ vốn có. Cuộc sống sinh hoạt đang dần trở lại bình thường, dẫu còn nhiều khó khăn, thiệt hại chưa thể khắc phục ngay. Càng vào những thời điểm như thế này, càng thấy được sự nỗ lực của từng cá nhân, sự chung tay của cả cộng đồng trong việc khôi phục môi trường xanh sạch đẹp. Đội tinh nhuệ từ các tỉnh xuyên đêm dọn dẹp cây xanh gãy đổ tại Hà Nội sau bão Yagi. Ghi nhận tờ báo Dân Trí, nhiều ngày qua, các đội tinh nhuệ từ nhiều địa phương đã làm việc xuyên đêm dọn dẹp cây xanh trên các tuyến phố để hỗ trợ Hà Nội sau cơn bão Yagi. Theo thống kê của thành phố Hà Nội, bão Yagi và hoàn lưu sau bão đã khiến hơn 40.000 cây xanh gãy đổ. Trong số này, hơn 13.600 cây xanh đô thị bị gãy đổ, còn lại là cây do các quận huyện, thị xã quản lý và cây xanh trong các khu đô thị, cơ quan, đơn vị. Một tuần sau bão Yagi, cây xanh gãy đổ vẫn ngổn ngang khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
trong ảnh là cây cổ thụ bật gốc trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàng Kiếm, được người dân và các lực lượng phối hợp xử lý. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dù huy động 100% lực lượng, thiết bị của các đơn vị cùng sự hỗ trợ từ lực lượng vũ trang, các tỉnh thành nhưng số cây hư hỏng quá nhiều, việc di dời chưa đáp ứng yêu cầu. Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho biết đơn vị hiện nhận được sự hỗ trợ từ các công ty Công viên Cây Xanh thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vinh, Nghệ An, Đồng Hới, Quảng Bình, Sơn La, Quy Nhơn, Huế. Các công ty trên đều thuộc Hiệp hội Công ty Cây Xanh Việt Nam đã cử lực lượng ra Hà Nội để cùng giải tỏa, thu dọn cây gãy, đổ sau bão từ ngày 9 tháng 9. Nhận lệnh gấp trong đêm, anh Nguyễn Thành Chí, 43 tuổi, Công ty Cổ phần Xây dựng Hân Luộc, Đà Nẵng đã cùng 20 công nhân, cán bộ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm thực chiến trên đường ra thủ đô. Họ mang theo 4 đầu máy và đủ loại thiết bị, nhanh chóng cắt dọn cây xanh hư hại, giải tỏa cây gãy đổ trên địa bàn quận Hoàng Kiếm, Ba Đình. Đây là lần đầu tôi chứng kiến cây xanh gãy đổ nhiều đến thế. Những cây không hư rễ, có khả năng sống cao được chúng tôi trồng lại, anh Chí nói. Anh Chí cho biết đoàn công tác chia ra làm nhiều ca, làm việc liên tục xuyên ngày đêm. Dù mệt, anh hy vọng sớm giúp Hà Nội tìm lại màu xanh của thành phố. Anh em chúng tôi đều chưa hẹn ngày về lại Đà Nẵng, cứ xong nhiệm vụ rồi mới yên tâm trở về, nam công nhân nói. Những ngày sau bão số 3, trời Hà Nội mưa tầm tã đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác xử lý cây gãy đổ. Dù có mưa rào, chúng tôi vẫn xử lý cây đổ bình thường. Sau khi dọn dẹp các thân cây lớn, buổi tối chúng tôi sẽ đi đổ lá, có khi mất mấy tiếng đồng hồ, phải đến đêm mới về. Anh Nguyễn Linh Hồng, 41 tuổi, Công ty Công viên Cây Xanh Đà Nẵng nói. Lực lượng tinh nhuệ từ các địa phương cho biết, cố gắng làm hết mình giải tỏa đường cho người dân Hà Nội đi lại an toàn, đường phố sạch sẽ. Các lực lượng chức năng phối hợp xử lý cây gãy đổ trên đường Thanh Niên tối ngày 14 tháng 9. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển rác thải, cành cây bị gãy, công an phường đã tổ chức phân luồng giao thông. Dù nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, một nhân viên công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội cho hay, chưa bao giờ thấy cây đổ nhiều như thế. Sau khi bão tan, toàn bộ nhân viên của công ty được điều động ứng trực khắp các tuyến phố. Dù làm việc liên tục rất mệt, nhưng chúng tôi động viên mỗi người cố gắng một tí để cùng nhau vượt qua thiên tai, chị tâm sự. Sáng ngày 14 tháng 9, thành phố Hà Nội phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả bão Yagi. Để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, thành phố kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên, hộ gia đình và người dân cùng tham gia dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, thu dọn cây gãy đổ, khơi thông cống, rãnh, kênh mương, thu gom rác thải, phun khử trùng phòng chống dịch bệnh. Từ 20 giờ ngày 14 tháng 9, khoảng 40 người thuộc các đơn vị từ công an phường, tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, ủy ban nhân dân phường, dân quân tự vệ của phường Đồng Xuân, quận Hoàng Kiếm ra quân tổng vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3. Chúng tôi quyết tâm trong tối nay sẽ thu gom toàn bộ cành cây bị gãy đổ, đại diện tổ dân phố cho biết. Chính quyền Hà Nội đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đảm bảo trước ngày 20 tháng 9 sẽ thu dọn hết cây xanh gãy đổ để chuyển sang giai đoạn cứu cây, tập trung khôi phục hạ tầng, cải tạo vỉa hè. Dọn cứu cây xanh, người ít nhưng việc quá nhiều. Theo báo Tuổi Trẻ Online, ngày 14 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng nhiều lãnh đạo thành phố đã cùng người dân dọn dẹp vệ sinh tại vườn hoa Vạn Xuân trong lễ phát động toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các hộ gia đình và nhân dân cùng tham gia dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, làm sạch cảnh quan. Ông Nguyễn Doãn Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công ty Cây Xanh thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hỗ trợ, cho hay do khối lượng công việc quá lớn nên để giữ sức cho anh em công nhân, đơn vị chỉ tiến hành xử lý sự cố cây xanh vào ban ngày. Ưu tiên hàng đầu là khắc phục những sự cố cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn đối với người dân. Trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối, ông Hải nói. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, mặc dù đã huy động 100% lực lượng và thiết bị, song do ảnh hưởng của bão số 3, khối lượng cây đổ và cành gãy rất lớn. Các phương tiện để phục vụ công việc còn thiếu, đặc biệt là loại chuyên dùng như cẩu lớn và xe tự hành. Việc thu dọn, xử lý chủ yếu bằng phương tiện cầm tay, trong khi việc thu hồi, vận chuyển gỗ, củi lớn cũng cần nhiều diện tích. Ông Nguyễn Thế Công,
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, hiện các đơn vị đang vận chuyển các cây về vườn ươm để trồng lại, đồng thời trồng lại các cây tại chỗ với những cây có thể cứu được. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các quận huyện phối hợp chủ động trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Các cây nghiêng gây nguy hiểm thì quận huyện cũng phải có trách nhiệm cùng tham gia, phải chống cây, cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Công nói thêm, chủ trương chỉ đạo của thành phố là ủng hộ và vận động người dân chung tay trồng lại cây xanh. Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đề nghị chuẩn hóa số liệu thống kê thiệt hại về cây, trong đó phân loại cổ thụ, cây nào có thể trồng lại, cây nào phải mang đi ươm trồng. Sở cũng cần phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xử lý cây xanh gãy đổ, cứu tối đa các cây với dự kiến có khoảng 3.000 có thể cứu, trong đó có 100 cây quý hiếm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Thanh, giảng viên cao cấp Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội cho biết, những cây xanh gãy đổ do bão số 3 tại Hà Nội khả năng cứu được là vẫn còn. Tuy nhiên, khi trồng lại phải để ý tới phần hố đào. Đa phần cây xanh tại Hà Nội hiện hố đào đang rất nông, vì vậy giờ muốn trồng lại phải đào hố sâu hơn, gắn với cải tạo đất ở chỗ trồng lại cây. Nếu đất quá ẩm mà trồng lại cây thì cây cũng dễ chết. Khi trồng lại cần có thuốc kích thích rễ, thuốc trừ nấm, phải cắt tỉa bớt cành, ông Thanh nói. Cũng theo ông Thanh, Hà Nội nếu muốn trồng lại cây xanh thì nên trồng cây vừa tầm, không nên trồng cây quá to. Nếu trồng cây lớn quá thì sẽ không có rễ cọc vì đã cắt rễ trong quá trình di chuyển. Hơn nữa, điều kiện trồng cây tại Hà Nội đã bị bó hẹp ở việc quá nhiều bê tông, đất nông, một số nơi mực nước ngầm lớn khiến rễ cây khó phát triển. Ông Thanh so sánh việc các cây trồng ở rừng dù gió lớn nhưng đa phần chỉ gãy ngọn, nhưng các cây trồng ở đô thị lại thường bị bật gốc. Lý giải tại sao việc xảy ra hiện tượng cây xanh đô thị bật gốc, ông Thanh cho rằng có thể kỹ thuật trồng chưa đảm bảo và chọn cây trồng chưa phù hợp. Hà Nội trồng cây chọn tuổi cây quá lớn và một số loại cây trồng chưa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại đô thị. Khi tỉa cành cũng phải lưu ý tỉa thưa để khi gió lùa thì sẽ lùa từ bên này sang bên kia, sẽ không bị đồng lại ở giữa. Thực tế cho thấy, việc tỉa cành ở Hà Nội cứ thấy tán rộng là chặt nhưng chưa có kỹ thuật, ông Thanh nhận định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hà Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!